Tin từ Pakistan Các nhà sư và các nhà nghiên cứu viếng các di tích Phật giáo tại Pakistan. Một phái đoàn cấp cao gồm các nhà sư, khách hành hương và các nhà nghiên cứu từ Hàn Quốc đã đến Pakistan vào 25 tháng 8 trong chuyến thăm 4 ngày đến các địa điểm khảo cổ Gandhara cổ đại. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Pakistan dựa trên di sản và lịch sử Phật giáo chung. Nhóm này bao gồm 4 nhà sư, các nhà nghiên cứu và giáo sư từ Đại học Phật giáo Đông Quốc ở Seoul, một số doanh nhân Hàn Quốc có trụ sở tại Islamabad và một số nhà ngoại giao, bao gồm Kwak Son Kyung, đại sứ Hàn Quốc tại Pakistan. Phái đoàn đã đến thăm các địa điểm lịch sử khác nhau ở tỉnh Pakistan Khyber và khu vực Taxila. Trong bài phát biểu nhân dịp thăm bảo tàng Peshawar, đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa giữa hai nước, nhấn mạnh di sản thế giới độc đáo của nền văn minh Kandaran là động lực chính cho sự phát triển theo kế hoạch của Phật giáo hành hương và du lịch đến Pakistan.